Có nên cho thêm nêm thêm tí thịt trâu không mọi người? Ừ. Em đổ anh đi. Hả? Đổ gì? Sang làm miếng đuôi. Rồi hôm nay làm à? Làm rồi toàn trứng rồi chứ không làm. Không làm à, không có thịt nha. Hôm nay anh em mình ăn chay. À, nhưng mà món trứng có phải món chay không? Phải. Làm gì? Trứng nó chẳng là kia. Trứng phải chay không nhỉ mọi người? Không biết. À mà có lòng thì chay cái gì nữa. Nhưng mà mình vẫn thắc mắc trứng có phải là món chay không nhỉ? Không. Có. Tao thầy sư ăn trứng mà. Đấy là trứng chay. Mình cũng không biết được. Nhưng em nghe các bà bảo là ở trong chùa nha, là cũng có thịt gà nha. Đấy là thịt gà chay. Cũng có mùi gà nha. Tao đang bảo trứng thật cơ mà. Cũng có thịt lợn nha. Không biết trứng thật nhưng là có là... không nhỉ? Nhưng mà các là chay không phải, hình như có đúng không? Thấy ở trong chùa các đại sư có ăn trứng mà. Không. Nhưng tại vì người ta bảo là trứng là kiểu nó không phải là sát sinh ấy. Nhưng mà để là gà nó chưa để lộn, nó chưa lộn. Để nó gà nó để nó vẫn rát ít này nhỉ. Ừ, con nào mà lộn rồi chắc là sát sinh ấy. Để nó cho rát ít. Nào, bây giờ sẽ bắt đầu đúng rồi. Nào, lấy chai Coca đây này, khoáng đi nhá. Nào, sẽ lấy một cái chai Coca à, cắt ra xong rồi đúc như đúc rồi luôn. Bắt đầu à, đúc rồi, sao? Này, không phải đánh gôn đâu nhá. Bay cái kia là tao vả nó phát đấy. Người ta đánh được mà. Thôi. Nguy hiểm. Đấy. Úi giời. Rồi trứng nha mọi người nhá. À từ từ. À. Kéo rớt nhá. Cái này dễ đúc thế. Ui. Chảy ui nhìn đẹp nhờ. Đẹp nhờ. Không biết nhìn nhá mọi người nhìn nó tuồn nhá. Tí nữa nhìn tuồn. Nó tự chơi luôn. Đấy, từ tao xem đuôi nó đâu đã. Nó tự phọc ra mà. Biết rồi, phọc ra nó mất hết. Đây rồi, tao giữ đuôi nó. Đuôi đi. Ok. Đấy. Ui, cái này thì một không đủ trứng. Anh rồi. Anh em mình phải dàn ra thôi. Đằng nào nó cũng nở mà. Ui. Con đâu thừa nướng lòng không? Mày kiếm thêm tổ trứng nữa đi. Không đủ. Hay là anh về ăn trộm trứng gà của mẹ anh đi. Hả? À, chỉ ăn trộm. Thì xin. Không đủ trứng mọi người ạ. Từ từ nhá, thế thì mày... Tao cứ giống tắt vào đây đã. Cầm cả chậu mà đổ. Đấy. À mà hớt đi không nó trứng đất. Đấy. Chỉ sợ nó vỡ ra thôi. Vỡ ra là thôi. Nào, cầm đấy, hứng. Rồi. Đấy, có người ta phải thông minh lên một tí nhá. Này, hoài. Cái đang đi cầu cái này. Đổ vào luôn. Nào, bây giờ nhá mày. Em giữ ở đây, xong anh mày mày giữ cái này, mày giữ cái này để tao xem nào. Thế rồi, phải bỏ cái này ra đã. Buông lại nhá. Từ từ. Sao nó nghe có vẻ nó ngắn đấy nhỉ? Ọp ẹp nhờ, anh nhờ. Ọp ẹp lắm mọi người ạ, không biết là có ổn không ấy. Tại vì cái này gọi là chất lỏng. Sao anh em mình đốt chất lỏng này sẽ thành một chất cứng. Nướng chất lỏng. Không biết là ổn không? Buộc lại xem nào. Chắc là ổn đấy. Ản đó. Chỉ sợ là nướng nó vỡ thôi chứ là nó sẽ không thành công thôi. Chứ còn là... Ôi mình cứ tưởng chừng đấy trứng là thoải mái đấy. Lòng bò nó to. Không còn nướng thế là nó nở ghê lắm. Mới buộc chưa? Đấy. Dàn đều. Đấy mới dàn đều đi để tao đi tạo bếp lò. Đấy. Đây. Trông nhúng nhang nhính nhá. Nhìn nó mực. Không hay lắm. Kiểu như là không phải lòng cái đâu nhá mà nó núng nang núng nính nhá. Sờ thích cay lắm. Đấy, mềm lắm. Êm lắm. Giống mẹ mà.
trước khi nướng thì phải hấp trước đã nhé mọi người nhé, tại vì mình cũng nghĩ là nếu mà không hấp ấy, thì cho trực tiếp cái này lên nướng là nó sẽ hỏng mất, thủng luôn là bục ngay, nên là bây giờ phải cho vào hấp trước đã. Đấy. Đấy. Em đang ra đây rồi đấy, anh lôi lôi ra. Ôi tròn đấy, không còn biết rồi. Đang đây. Dù kệ nó. Nước gì chảy chảy này. Mày cũng buộc kỹ không đây? Có mà. Đấy. Phải phải hấp nó lên đã nhá mọi người nhá. Chứ mình định nướng luôn nhưng mà mình nhận thấy là mình sai rồi. Nướng luôn là hỏng hết bánh kẹo đấy. Để đâu? Đấy, đâu rồi. Ta đi thiết kế chỗ để nướng. Lúc nào hấp chín xe cho ra nướng. Hấp gần chín rồi, xem lúc nào gần chín bảo nhá. Ok. Trong lúc đợi cái hấp cái lòng kia nhá, mình sẽ tạo một cái bếp lò để tí nữa nướng luôn. Làm giữa ruộng luôn nhá mọi người nhá, bếp lò âm luôn nhá. Vì cái ruộng này nó ẩm ướt ở dưới này ấy, thế nên là tí nữa cho than xuống nó sẽ dễ bị tắt, thế nên mà mình phải bọc giấy bạc nhá. Bọc giấy bạc nó vừa sạch nó vừa kia. Vừa sạch nó vừa giữ nhiệt rất là tốt. Hơi thiếu mất một tí mọi người ạ. Nghĩa ra nó phải trườn hết vào khu vực này. Nhưng mà không sao, thế này là đẹp rồi. Đấy. Hơi xấu chút. Ok. Đó, tí nữa là sẽ đặt cái miếng mắt cáo này lên để cho lòng ra nướng nhé. Nào. Wow. Đang đang bắt đầu có hơi rồi nhé mọi người nhé. Mình nghĩ là sẽ nhanh chín rồi món này ạ. Ok rồi đấy. Khói đi luôn luôn mọi người. Chết rồi. Bắt luôn nào. Lấy im. Lấy dưới này. Nào. Rồi, ok. Ok. Lần lượt anh ơi. Ui. Nó bị nổ cơ. Nó bị nổ mất một đoạn luôn nhỉ. Nổ mất một đoạn. Không phải nổ mà ý là à? Bị loại tạch vòi. Ui, nó đông cứng lại rồi. Đúng là dạng nước thành dạng lỏng. Chuyển thành dạng nước thành dạng lỏng. Nhờ gì dạng nước thành dạng cứng. À, đây rồi, ok. Bây giờ bắt đầu mình nướng nhé mọi người nhé. Đây là gọi là món dồi trứng. Dồi nhỉ? Dồi. Hơi bị đỉnh đấy. Nào, là giữ đi, cầm lấy để lau cho. Quên lên này. Ấy xà, mọi người thấy nhìn chưa? Hơi bị hấp dẫn nha. Món dồi vàng dồi chó này luôn. Úi. Đây gọi là món gì nhỉ? Dồi vàng khê. Món này mọi người gọi dồi trứng, à đâu? À, dồi chay. Dồi chay. Kiểu như thế ấy. Quấn lại. Sao chứ biết cái quấn nó theo kiểu cái vòng gì. Cái này là nó kiểu trứng nó nở chỗ to chỗ nhỏ ấy. Anh em
mình dàn đều lắm rồi mà nó vẫn cứ chỗ to chỗ nhỏ lên. Rồi, ok đấy. Nó hơi đấy. Bây giờ nướng vàng rộm lên là bắt đầu thưởng thức cho mọi người nhá. Mì xà đoạn như chú chuột luôn. Tại vì vẻ thần tốc lên, không có tối anh em mình không nhìn thấy gì. Ây da, ây da, ây da. Vàng óng luôn. Mọi người thấy ngon chưa, tuyệt vời chưa? Nhìn nó đẹp, tuyệt vời nhá mọi người nhá. Ui. Anh em mình vừa trở một phát đấy. Wow, đấy. Ui, sắp tối rồi nhanh lên em ơi. Nể đấy anh ơi, à? Chín rồi, chín rồi. Chín chưa? Cho lên đây. Đấy đây, còn cái đoạn này lật đi. Cái đoạn này đi. Nó chín rồi em ạ. Ui. Ngon tuyệt vời nhá mọi người nhá. Ý, cho vào đi anh ơi. Hấp dẫn nhỉ. Lâu lắm rồi anh em mình mới làm món đẹp mắt này. Ui, cẩn thận gãy anh. Ui, bây giờ gãy thì cũng phải chịu. Ui, ui, ui. Gãy rồi. Ui. Ê. Chục thịt nướng và ngâm. Gọi là ngon hơn cả món gì nhỉ? Món xúc xích. Nhìn nó hấp dẫn hơn xúc xích. Hot hot dog. Đưa về chén thôi không tối mất. Ê. Mọi người ạ. À. Ngon quá. Đây xem nào. Ây. Ui, chỗ vàng vàng đấy. Úi xà. Ngon quá. Ui. Ở chỗ này không có hành à? Có. Ui, bỏng. Bỏng cũng bỏng quá. Wow. Ây. Cắt đôi ra anh ơi. Đây nhá, mình thử mổ, gọi là mổ nó ra nhé. Ây. Ui, rồi. Ngon chưa? Ngon chưa? Lòng rồi. Đấy em miếng. Miếng. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon cực nhá mọi người nhá. Ngon lắm. Kiểu nó như là vỏ thì dai nhưng mà ở trong mềm. Kiểu như ăn cái loại xúc xích mà tự làm bằng bằng cái gì nhỉ? Bằng lòng này này. Cái vỏ nó dai lắm, ở trong thì ăn trứng rất là ngon nhá, thơm. Ngon rồi. Mới biết đoạn nào ngon nhá. Đúng rồi. Đoạn này mới là ngon nhá. Đoạn này nhỏ mới là ngon nhá. Em tự lấy đoạn của em. Đây. Đây. À ừ, đây này. Đây này, rốt lắm, đây này. Đoạn này lắm như kia. Ý trời ơi. Đoạn này lắm. Cái đoạn khúc cua bé bé này. Ăn vừa mồm. Đấy. À ừ, đấy mượn ạ, khúc cua bé bé nhá. Bỏng quá. Ây da. Nó lắm lòng bờ. Đang nóng mọi người ạ. Thơm. À. Ngon. Ăn hết giờ. Wow. Ui. Nguyên khúc lòng non rồi nhồi trứng. Ăn lòng bò nướng đã ngon rồi. Con trứng ngon lắm. Tuyệt vời lắm. Ngon lắm rồi ạ. Nóng nha. Bò nó dai lắm. Nướng nó dai. Tức là mọi người biết tại sao không? Vì cái lòng bò nha, nó rất là nhiều mỡ ở trong ấy. Khi cho trứng vào nướng nữa ấy, nó mỡ nó ra nữa, ra vào trứng á, ăn thơm lắm. Dài. Ấy. Đây. Đây là một khúc dồi gọi là dồi trứng này. Từ tí đấy. Đấy, ngon chưa? Như sashimi. Đâu à? Sashimi trứng mọi người. Như kiểu cái món gì nhỉ? Giờ cắt khúc khúc ra thì nó gọi như kiểu món gì nhỉ? Sashimi. Sashimi là cái ăn kia chứ. Sashimi sushi nó khác chứ. À cơm trộn. À cơm cuốn. Cơm cuốn là sashimi à? Điền sashimi mà lên cơm cuốn. Dạ đây.
phải không nhỉ? Phải không nhỉ mọi người? Phải. Làm gì phải? Cơm cuộn là cơm cuộn. Sashimi là sashimi. Sashimi là gì? Nghĩa. Trời mát nhờ. Ngon là tối. Đáng nghe ra rồi. Cho nên là anh em mình ở nhà đi cho gà ăn rồi, nhưng mà hôm nay mình đốt chuồng gà Mao Đệ rồi. Đó, có người cho ăn rồi. Đốt bỏ anh luôn. Tự thiêu. Cho em nữa. Ui, anh nhìn mới ngon à. Nè nè. Ừ. Đoạn này này. Thấy chưa? Thấy nó giống một cái mọi người thấy giống cái lạp xưởng không? Lạp xưởng hay là lạp sườn? Lạp xưởng. Xưởng á. Xưởng hay sườn nhỉ? Lạp xưởng. Không biết. Như kiểu là gọi là đi giao dịch nhé. Giao dịch, giao dịch, giao vịt. Giao vịt. Làm nhạc. Ăn cá là ok. Ok ở mức là nếu món này khoảng tầm 8 điểm. 8 cộng. 8 điểm. 8 điểm. 8 điểm rưỡi. Không, 8 cộng. 9 trừ. Không, 8 cộng. 9 thì nó phải ngon. Gọi là món này nó kiểu như là thứ nhất để mà tính về cái về tính về cái nó gọi là độ đẹp thì ok, đẹp. Về độ ngon thì độ chỉ tầm 8 điểm thôi mọi người ạ. Tại vì trứng thì nó thường nó sẽ không ngon bằng những cái món ăn khác, giả dụ như thịt chẳng hạn. Ừ đấy, trứng với thịt thì thế là mình nghĩ ra rồi, đây là món chay đúng không? Món chay. Trứng là món chay. Chuẩn luôn. Tại vì sao? Khi khi cái món mà trứng vịt vẫn để ra mình nhỉ? Không được, không phải. À vải. Để ra như đâu lại còn lộn nữa. Lộn đấy là ấp rồi. Mình chẳng biết đâu. Về mình sẽ tìm hiểu xem cái món trứng này có phải món chay không. Nhưng mà món thịt thì chắc chắn là không phải món chay.